Các bạn nghe nào. Nói gì đó. Nói mày không nói. Tôi chưa thấy một cái hội đoàn nào đó mà không có một ban chấp hành chính thức các bạn, mà lại có thể hoạt động một cách chu đáo mà rất là đoàn kết, mà hăng say như là cái hội ta bé phải đua. Ta gặp nhau ở trên cái sân trường đó là chỉ ngẫu nhiên, không phải là người lựa chọn của chúng ta đâu. Bố mẹ chúng ta đó, và chúng ta ở đó để lấy một cái nền học vấn vững chắc của các sư huynh, từ đó nảy ra một cái tình bạn huynh. Và ngày hôm nay chúng ta đến đây là ngày hôm nay thì là không phải là một sự ngẫu nhiên chút nào hết. Ngày hôm nay là cái tình bạn hữu đó đưa chúng ta đoàn tụ về cái căn phòng ấm cúng này các bạn. Thì đó, tôi vừa mới nói là tôi cảm thấy như là tôi đang 18 tuổi ngày hôm nay được đứng giữa các bạn. Tôi rất là rung trong bụng và lâng lâng. Mà hơn nữa, vui hơn nữa là chúng ta được chia sẻ cái hạnh phúc này với những người bạn đời của chúng ta ngồi đây. Cảm ơn các chị. Tôi nhìn thấy mình đưa các cháu đến nữa để chia sẻ với cả gia đình nữa. Tôi nghĩ rằng cái tình bạn hiếu của chúng ta đã sẽ càng ngày càng đậm thấm và sẽ nảy nở rất là nhiều trong những năm tới này. 10 năm, 20 năm nữa, tôi không biết nói gì hơn là xin chúc tất cả các anh chị và các cháu một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh luôn trung huấn.